Tôi thì bị cái bệnh hôi miệng cũng khá là lâu rồi, cũng phải đến hàng chục năm ấy. Mà tôi cũng đi chữa nhiều nơi lắm, Đông Tây ai chỉ ở đâu là tôi cũng đi, tôi thử hết. Thế nhưng mà cũng chả thấy hiệu quả gì cả. Vài ngày rồi lại thấy nó lại như cũ. Thế thì thực ra là cái này nó cũng làm cho mình mất tự tin lắm. Kể cả vợ chồng nói thật là cũng ngại, không muốn gần gũi, hoặc là cỗ bàn đi đâu đấy là tôi cũng không muốn đi, tại vì là cũng ngại ngùng, cũng mất tự tin. Thế thì cũng rất là may là có một cái cô bạn ngày xưa ở cùng làng, thì cô ấy mới chỉ cho, là mới biết đến cái sản phẩm detox nano. Thì đúng là tôi uống và sử dụng có một liệu trình thôi mà bây giờ cũng khỏi hẳn rồi. Thì đấy, nó có bốn dạng, tức là đây là cái viên ngậm với cả cái viên uống ấy, thì là mình uống hàng ngày này. Thế xong rồi còn lại thì là cái nước súc miệng với cả cái xịt thơm miệng này, thì mình có thể dùng để tức thời là giảm cái mùi hôi. Thì tôi đều đặn là tôi dùng hết một cái liệu trình này là khỏi hẳn, bây giờ là tự tin, không còn cái mùi hôi như trước nữa. Thì tiện đây thì tôi cũng chia sẻ, chắc là cũng nhiều chị em hoặc là anh em là cũng có cái nỗi khổ như tôi trước đây. Thì nếu mà ai có bị thì tìm đến cái detox nano này dùng, là đúng một liệu trình như thế là khỏi, là lại tự tin như ngày xưa. Đấy, như tôi bây giờ là đi đến đâu cũng rất là tự tin và cuộc sống thì hạnh phúc. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.